Ở đây, mình không đánh giá nhân cách của một người phạm tội, mà việc mình muốn bàn đến là họ phải chịu trách nhiệm trước hành vi phạm tội của mình. Ví dụ, một ông thủ quỹ làm thất thoát ngân quỹ của một tập thể thì phải đền tiền, thậm chí là còn phải ở tù, bất kể ông đó tốt hay là xấu. Ha! Tôi nói không đúng hả? Viên khóc luôn kìa. Xin phép Sao? cô. Sao? Sao? Không có nữa hả? Vậy Cô mời các em nghỉ. À, em ra coi bạn Miên có chuyện gì không? Cái gì? Tại sao Hà làm vậy? Hay làm cái gì? Hà cố tình làm vậy cho Miên đau lòng đúng không? Nhưng Hà nói đúng chứ bộ. Ủa Miên? Ở Miên. Miên. Đó, Hà thấy Hà làm gì chưa? Mình thất vọng với Hà quá. Miên. Khóc hả? Có chuyện gì vậy? À, có phải là hôm qua xem gì của bằng bút đó không? Vô duyên quá đi. Quỳnh Anh, Miên đâu rồi? Kìa kìa, tôi chỉ nói cùng đến với tôi. Chẳng hiểu gì sao? Em làm gì vậy? Phải trả hết những thứ này. Có trả hết á thì mới mong cứu được anh chứ. Em biết hết chuyện rồi, anh đừng có giấu em nữa. Nè, anh đem trả hết cho người ta đi. Mẹ con em không có cần nữa đâu. Con Mi nó cũng không có cần du học du hành gì nữa hết á. Đi đi. Em bình tĩnh nghe anh nói nè. Nói cái gì nữa mà nói. Mình lấy của người ta bao nhiêu thì trả hết cho người ta bấy nhiêu đi. Nhưng mà đâu phải chỉ có nhiêu đây đâu em. Vậy chứ bao nhiêu? 4 tỷ. Cái gì? 4 tỷ? Vậy số còn lại ở đâu anh em trả cho người ta đi, mau đi. Anh chỉ được có nhiêu đây à. Số còn lại phải chia cho các sếp. Họ không trả lại đâu. Sao mình đem về có mấy trăm triệu mà tự nhiên bây giờ phải trả 4 tỷ lận? Trời ơi là trời. Tiền đâu ra để trả cho người ta đây? Lần mà khoe ba kiếm được nhiều tiền cho mình đi học, mình đã mừng hống lên. Miên ơi, mày vô tâm đến vậy sao? Trời ơi, vì mày mà ba mất tội rồi. Kỳ này mà Miên có vẻ yếu thế hơn bà Hà, lại còn khóc nữa chứ, chịu lạ luôn á. Ừ, thì cái không lại, tức quá phải khóc chứ biết làm sao. Chưa chắc vậy đâu, trước giờ hả, tôi thấy hai bà tranh luận nhau cả trăm lần rồi. Có bao giờ tôi thấy bà Miên khóc dữ vậy đâu. Đúng á. Đúng rồi đó. Tôi thấy trong chuyện này á, có cái gì đó thiệt là bí hiểm. Đúng rồi đó. Nói tóm lại là sao vậy Phan? Đã nói tôi không biết mà ông đừng có hỏi nữa. Sao tự nhiên ông khó chịu với tôi quá vậy? Phải gì không? Nếu bà có ai muốn học bổng thì đi du học không? Tôi cấp cho mỗi bà một phần nha. Phan nhận bản này đi. Mình sẽ in bản khác. Còn bản kia để cho Miên. Này biết đâu. Thôi được rồi, tôi tự photo được. Cái này là tài liệu đúng không? Ông không xài để tôi xài cho. Đây coi. Nè, tôi không cần đâu. Bớt chút xiên nhiều chút lười bà. Nhưng mà không phải đâu. Nhưng như ổng cố tình hay sao á. Ê, tôi dám chắc là hai đằng này á đang tranh nhau giành Trần Khoan á. Nó mới xảy ra cớ sự này. Chị có hiểu quá. Thấy bà Hà Trang, tưởng đâu ngoài chuyện học ra bà có nước đi tu. À, biết đâu được. Lãng mạn tình trường. Tôi thấy bà Miên yếu ớt hơn. Chắc là sẽ thua cuộc á. Vụ này á khó trả. Vậy á thì phải để mắt mà theo dõi mới được. Đúng rồi. Mọi người, cô vô lớp. Hết trò vô lớp làm gì hết hồn vậy? Ừ. Cả lớp nghiêm. Các em ngồi xuống. Tôi chưa thuộc bài. Ê, bà học bài chưa? Hai bà đừng nói chuyện nữa. Cô vô kìa. Trời, tôi cũng vậy nữa. Cô kiểm tra bài cũ nha. Cô kêu lên biết sao. Cô kiểm tra bài cũ kìa. Tôi cũng trái trời cho cô đừng kêu tôi nha. Em Nguyễn Thị Hải Miên. Thưa cô, bạn Miên xin nghỉ giờ học hôm nay ạ. À biết.
sao không có giấy phép? Dạ thưa cô, nhà bạn Miên có chuyện bận đột xuất à? Dạ, bạn Phượng xin nghỉ học từ đầu buổi à? Tôi yêu cầu lớp trưởng cần đôn đốc các bạn học hành cho nghiêm túc. Vì đây là năm cuối, môn quá, vừa là môn thi tốt nghiệp, vừa lại là một thi đại học của khối A, nên các em không thể lơ là được. Phượng cứ hay nghỉ học bất thường, nếu cứ tiếp tục như vậy nữa thì sẽ không được thi học kỳ. Không có điểm thi học kỳ thì chỉ có học lại năm sau mà thôi. Dạ thưa cô, sau buổi học hôm nay em sẽ qua nhà bạn Phượng. Ông về trước đi, tôi đi có chuyện. Mà chuyện gì vậy? Đã bị ông về trước đi. Hạ đây đi, tôi có chuyện muốn nói. Bạn nói đi. Chàng và nàng còn lưu luyến chưa muốn về hả? Mấy bạn đi về trước đi. Thương tình yêu đó, núp núp vô đây, coi truyền hình trực tiếp nè. Phan muốn nói chuyện gì? Tôi muốn Hà phải xin lỗi Miên. Tại sao phải xin lỗi Miên? Mình có lỗi gì chứ? Nhưng mà Hà cố tình lấy ví dụ về thủ quỹ của công ty. Trong khi đó, ba của Miên đã từng là thủ quỹ. Chuyện của ba Miên á, có biển thủ quỹ hay không, còn chưa có rõ ràng. Vậy mà Hà... Thôi được rồi, mình sẽ xin lỗi Miên. Phan còn muốn nói gì nữa không? Không thì mình phải qua nhà Phượng đây. Ê, thì ra ba con Miên dính vô pháp luật. Nhưng mà có thiệt vậy không? Muốn biết thì phải kiểm tra chứ. Ê, tụi nó ra kìa. Là... Má ơi, ba đâu rồi hả má? Con đã biết hết chuyện của ba rồi. Trời đất, con biết chuyện gì? Má, con xin lỗi. Vì con mà ba mất tội. Con nói cái gì vậy hả? Ba có làm sao đâu. Ai nói con nghe cái gì vậy? Má, má đừng giấu con nữa. Chính ba đã nói cho con biết hết rồi. Dạ cháu chào cô. Cháu là Hà, cháu là lớp trưởng của bạn Phượng. Dạ có Phượng ở nhà không cô? Nó đi học chưa về con? Có chuyện gì vậy? Dạ hôm nay bạn Phượng không có đi học. Rõ ràng là nó đi học mà. Hay là con lộn bạn nào? Dạ không, Phượng xin nghỉ phép. Nhưng dạo này Phượng hay nghỉ học đột xuất lắm. Con đến để xem là Phượng có chuyện gì hay không. Chứ nghỉ học như vậy hoài là không có nên à. Đúng rồi, nghỉ hoài sao được. Dạ. Con vô đây, vô đây cô hỏi chuyện chút nha. Chắc nó sắp về rồi đó. Dạ. Nè uống nước đi con. Dạ. Nước chanh dây á, hồi sáng cô mới mua ngon lắm á. Dạ. Uống đi con. Chào Phượng nó về chút xíu nha. Dạ. Nó về rồi kìa. Hả? Mình đến là muốn nói chuyện với Phượng. Bạn con tìm đó. Cô vô làm việc đi, để con nói chuyện với bạn con. Nhưng mà cô... Con nói là cô cứ vô làm việc đi, kệ con. Có gì con giúp bạn con nha. Dạ, con. Dạ. Tôi xin phép nghỉ học rồi. Mà còn tới đây làm gì nữa? Mà có chuyện gì á thì gọi điện thoại. Chứ đâu có nhất thiết là phải tới gia đình báo là tôi nghỉ học đâu. Đâu phải mình đến để thông báo với gia đình Phượng, mà là mình muốn biết Phượng đang gặp rắc rối gì. Mình có thể giúp được gì cho Phượng không? Không giúp được gì đâu. Chắc là cô Hóa lại phàn nàn gì nữa đúng không? Tôi nghỉ học, nhưng mà tôi cũng đâu có thiếu bài kiểm tra nào đâu. Không thiếu, nhưng phải đi học đủ số giờ. Hơn nữa, Phượng nghỉ học bất thường như vậy á. Trong lớp, ai cũng lo cho Phượng hết á. Ôi, đời còn nhiều chuyện bất thường. Bản thân tôi còn chưa lo xong,
mọi người thì ăn thua gì. Đây là bài học ngày hôm nay. Mình nghĩ Phượng nên chép lại bài đi. Tôi đang rầu thúi ruột đây nè. Sao tối ngày bà cứ nói chuyện học hành không vậy? Mệt ghê. Con cứ để bài đây đi, cô bắt nó chép cho. Dạ. Ừ. Cô đi vô đi. Cô mà nói nữa, cô đi mà đi học. Con có gì giúp bạn giùm cô nghe con. Sao cô cứ để con nói hoài vậy? Con im đi, để cô nói. Con này nó lớn rồi mà nó không khôn. Bởi vì con giúp nói giùm cô nghe. Cô! Phượng! Không được nói như vậy. Cháu chào bác ạ. À, hai đứa ngồi nói chuyện đi. Mẹ! Mẹ xuống đây ngồi đi. Thôi, mẹ mới đi làm về mệt lắm. Có cái gì á, để bữa khác nói. Hai đứa ngồi nói chuyện đi. Thôi, bà cứ để tập đó đi. Rồi lát tôi chép. Bà đi về đi. Cảm ơn bà nha. Nhưng... Sao mà mình ngu quá. Mấy lần ông đem tiền về mà mình không nghĩ ra. Lương của ổng có được bao nhiêu đâu. Trời ơi, phải chứ mình biết sớm. Giờ phải biết làm sao đây. Má. Má. Ừ. Má để nước trà lên lá rồi kìa. Má sợ ý quá. Thôi được rồi. Má mệt thì đi nghỉ đi. Để đó con làm cho. Đi nghỉ đi má. Anh. Anh ơi. Anh ơi sao rồi anh? Thôi mình lên trên phòng nói chuyện. Ừ. Nhưng mà... Em vô nấu cơm đi. Má ơi. Ừ. Con đi ra ngoài mua giùm má mấy ngàn hành. Nhà hết hành mà má quên. Mà... Đi đi con. Đi đi. Nhưng mà... Nhưng nhỉ cái gì nữa. Má nói lẹ lên thì lẹ lên. Đi đi con. Đi. Thôi được rồi. Cũng may á là các sếp tác động. Chuyện hướng sang quy anh cái tội là thiếu trách nhiệm làm thất thoát tài sản của tập thể. Né được cái từ tham ô là mừng rồi. Anh cũng phải vui lên. Đừng có nghĩ quẩn nữa, nghe không? Ừ. Còn vợ còn con nữa, làm sao mà nghĩ quẩn được. Đó, bởi vậy. Cho nên á, nếu như anh có khó khăn gì hả, anh cứ báo cho tôi. Tôi lo là không biết làm sao mà thu lại được 4 tỷ. Phần tôi thì tôi đã nộp lại rồi. Tiền thất thoát đi đâu làm sao mà tôi biết hết được. Nói thiệt giờ tôi không dám nhìn mặt vợ con nữa. Tưởng là lo được cho họ. Ai dè. Chắc con Miên mà nó biết được. Nó khổ lắm. Nói chuyện gì? Tôi muốn Hà phải xin lỗi Miên. Tại sao phải xin lỗi Miên? Mình có lỗi gì chứ? Nhưng mà Hà cố tình lấy ví dụ về thủ quỹ của công ty. Trong khi đó, ba của Miên đã từng là thủ quỹ. Chuyện của ba Miên á, có biển thủ thủ quỹ hay không còn chưa có rõ ràng. Vậy mà Hà... Con chào cô ạ. Ờ. Có bạn Miên ở nhà không vậy cô? Có. Ờ, nhưng mà nó mới chạy ra ngoài rồi. Cô vô nhà ngồi chơi đợi nó tí. Dạ. À, nhưng dạ. Mà thôi con ơi. Ở nhà cô đang có chút chuyện. Hay là lát nữa Miên về cô nói nó gọi điện thoại cho con sao được không? Dạ vậy cũng được. Chào cô con về ạ. Ừ. Ờ, Hà. Nhưng mà con tới gặp dạ. Miên có chuyện gì quan trọng không? Dạ không. Con chỉ đến để trao đổi bài học với Miên thôi ạ. Ừ. Vậy thôi con về đi. Dạ con về. Vậy là bây giờ chờ khi nào công an gọi là mình phải có mặt liền hả anh? Biết phải làm sao giờ. Ba. Ba với chú Vân đi đâu nữa hả? Ừ. Má. Má ơi. Ừ, à. Con mua được hành không? Đeo vô bếp liền cho má đi. Ước gì chuyện này chỉ là mơ thôi. Không thể nào là sự thật được. Có đúng là mình ác với Miên lắm không?
Dù đó là sự thật, nhưng mình cũng không nên nói như vậy. Mở cửa cho má Hà ơi. Có chuyện gì vậy má? Má muốn nói chuyện với con. Đi học về cứ đóng cửa hoài vậy. Mấy bữa nay học hành căng thẳng lắm hả con? Dạ, con cũng bình thường như mọi khi mà. Có phải học nhiều quá rồi sinh ra mệt mỏi căng thẳng không? Dạ không, con vẫn bình thường. Má nói rồi, học nhiều cũng tốt, nhưng mà phải dành thời gian ra nghỉ ngơi. Con không có sao đâu, má đừng có lo. Vậy sao thần sắc con khác vậy? Thần sắc con sao? Thì đang lo lắng về điều gì đó. Con đang lo đến một bạn ở trong lớp. Bạn đó đang gặp rắc rối, mà gia đình đang khó khăn lắm. Mà thôi, con không sao đâu. Lo lắng cho bạn đến thần sắc thay đổi. Con biết nghĩ đến người khác là tốt. Má chỉ sợ con sống lạnh lùng, không nghĩ tới ai. Mẹ ơi! Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ đã nói rồi. Mẹ đang mệt. Mẹ cần phải nghỉ ngơi. Sao con cứ làm phiền mẹ hoài vậy? Nhưng mà mẹ cứ nằm trong phòng như vậy hoài á. Con lo lắm. Mẹ không sao đâu. Sao không đi luôn đi? Kiều, anh muốn ly gì? Tôi không bằng lòng. Em biết rồi đó. Sống với nhau như vậy cũng đâu có sung sướng gì. Như tôi đã nói đó, tôi không bằng lòng kia mà. Anh muốn yêu đương bồ bịch gì đó bên ngoài thì tùy anh. Tôi không quan tâm. Chỉ yêu cầu anh không được làm ảnh hưởng tới con. Nhưng như vậy đã làm ảnh hưởng tới nó rồi. Từ nay trở đi, anh không được đi sớm về muộn. Trong giờ hành chính, anh muốn làm gì thì làm. Tôi nhắc lại, tôi không đồng ý. Năm nay là năm thi của con Phượng rồi. Sao anh sống ích kỷ quá vậy? Anh chỉ biết lo cho mình thôi à? Thì chính con yêu cầu tôi không được sống dối trá nữa. Anh thấy chưa? Anh hài lòng chưa hả? Tại sao anh để cho nó biết chuyện như vậy? Con cái sống là phải có cha có mẹ chứ. Đâu phải cứ muốn là phá tan nát cái gia đình này được. Hot new, hot new. Ê, ba người đi xếp hàng ở đây. Xếp hàng làm gì? Nghe tôi đọc. Đây chính là lý do khiến cho bà Miên khóc trong giờ học giáo dục công dân hôm trước. Đọc. Khóc hôm trước. Để tôi đọc. Thủ quỹ công ty xây dựng đô thành, ông Nguyễn Văn Hải, thiếu trách nhiệm, làm thất thoát ngân quỹ 2 tỷ đồng. Trời ơi, theo thông tin ban đầu, ông Nguyễn Văn Hải đã... Ủa, lớp trưởng, bà biết vụ gì chưa? Vụ gì? Vụ bà Miên làm biển thủ công quỹ đó. Mấy người đừng có nói lung tung nha. Tôi không có biết chuyện gì hết. Mày đặt che giấu nữa. Biết thì nói biết đi. Báo đăng tè le ra nè. Cả nước biết chứ đâu phải mình tụi tôi biết đâu. Ờ đúng nè, rồi. Đây đúng nè. Rồi. Đó. Tự đọc đi. Nè. Nhìn cho rõ. Thấy gì chưa? Đó. Sao mọi người nhìn tôi lạ vậy? Ờ không không có gì. Dọn lớp tiếp đi. Miên, cho mượn dở bài tập toán đi. Bà không hiểu chỗ nào bà nói đi, tôi chỉ cho. Đừng làm như vậy, gian lận lắm. Thôi, tôi gian lận quen rồi. Cho mượn đi. Tôi gian lận chứ bà đâu có gian lận đâu bà sợ. Bà không được làm như vậy, cô mà biết là chết cả đám đó. Thôi, đừng giả bộ trung thực nữa. Chuyện ba bà, cả nước biết luôn rồi kìa. Con nhà Tông không giống lông thì cũng giống cánh. Cố gắng trung thực làm gì? Bà nói cái gì vậy? Hà cho mượn đi.
thủ quỹ công ty xây dựng đô thành, ông Nguyễn Văn Hải thiếu trách nhiệm, làm thất thoát ngân quỹ 2 tỷ đồng. Bà im đi. Tôi không im, tôi đọc báo mà. Bà làm gì cấm tôi đọc. Ông Nguyễn Văn Hải đã bà im đi. Tôi không im đó. Do năng lực. Bà biết người hết chỗ đọc báo rồi hả? Bà đi làm cái trò gì vậy? Không hiểu gì luôn. Bà có biết làm vậy là bà ác lắm không? Thôi đi, bực mình quá. Miên. Bạn ơi, vậy là ba của Miên có chuyện thiệt rồi á. Miên đừng có nghe lời tụi nó. Không phải đâu, người ta đã đăng lên báo như vậy rồi. Vậy là Phan à, Miên biết làm sao bây giờ hả Phan? Phan nói đi, Miên biết làm sao? Có tay hai người. Ủa, Miên lại khóc hả? Miên chỗ này hơi bị thừa nước mắt đấy nè. Nè ông vô lớp đi. Nhưng mà Miên có chuyện gì? Hôm qua khóc, hôm nay cũng khóc. Đã nói là ông vô lớp đi. Miên, Hà muốn nói chuyện với Miên. Tôi không có chuyện gì để nói với bà hết á. Miên. Hả? Thực ra là có chuyện gì? Hả? Bây giờ cả lớp biết hết rồi. Có giống mình anh á, cũng chẳng có lợi ích gì. Chuyện là ba Miên làm thất thoát ngân quỹ của công ty gì đó. Hả? Rồi hả? Bây giờ lại bị giữ điều tra ở công an. Cái gì ghê vậy? Có thể không vậy? Thật. Tin thật hay tin đồn nhảm? Thật mà, bây giờ báo chí đang tùm lum rồi kìa. Trời ơi, tin vào báo chí á, chỉ có nước là đi bán lúa giống mà sống thôi. Ngày xưa, thỉnh thoảng báo chí lại đăng tin đạo diễn Việt Dũng và diễn viên Hoàng My chuẩn bị ly hôn. Nhưng mà mấy chục năm rồi ba mẹ tôi đâu có ly hôn đâu. Thiệt không? Ừ. Vậy Hà cũng mong á, đó là tin dịch thôi. Chứ chuyện lớn như vậy á, làm sao mà Miên học hành cho được. Ừ. Thảo nào chỗ này bà Miên hay... Ê. Trời, coi bà kìa. Hồi sáng là tụi tôi á, thì mặt đằng đằng sát khí. Giờ thấy trai đẹp thì mặt bà sáng rỡ ra. Chứ bà thấy trai đẹp mắt bà không sáng rỡ hả? Chỉ tội cho bà Hà Trai. Ờ, giờ bà Miên cứ nghĩ là bà đem báo lên lớp rồi tung tin đồn ra. Thiệt là éo le. Lớp trưởng, trả nè. Nhưng mà tôi không có chép đâu. Đang chán đời nên không thích chép. Chết rồi, con Phượng đó mà biết tụi mình kiếm chuyện với con Miên, nó không có để yên cho mình đâu. Mình rút lui thôi. Đúng rồi. Lẹ đi. Đi bà, đi. Đi đi, nhanh lên. Hai người làm gì nhìn tôi dữ vậy? Phượng, Phượng đã biết chuyện gì Miên chưa? Chuyện gì? Nè, bà cười cái đi. Miên, tôi cười không có nổi. Bà cũng đừng lo lắng quá. Nhiều khi báo chí đưa tin sai bét à. Bà nhớ không? Mấy lần á, cơ quan của ba tôi bị lên báo á, rốt cuộc có ai bị gì đâu. Hy vọng là như vậy. Hay là tụi mình đi đâu đó xả stress nha. Dạo này tôi cũng bị stress đầy mình nè. Ha, Miên. Tôi lo lắm. Tôi chỉ muốn về nhà coi ba má như thế nào thôi. Đi chơi lúc này cũng chẳng vui vẻ gì. Mà bà sợ tôi đâm đầu vô xe hơi hay sao mà áp tải tôi về tận nhà vậy? Ờ, bà hàng mong manh dễ dở, chứ đâu có sắt đá như tôi đâu. Không đâm đầu vô xe hơi á, thì cũng rầu rĩ cả ngày à. Đúng là Miên, Hà muốn nói chuyện với Miên một chút. Trước tiên là Hà xin lỗi Miên về hôm bữa học giáo dục công dân. Hà không có cố ý. Thứ hai, Hà muốn cải chính về tờ báo. Vì tờ báo đó không phải là của Hà. Còn ai đem vô thì Hà không có tiện nói ra. Nè, bình thường Hà sống nguyên tắc lắm mà. Sao hôm nay là bao che hả? Hà có nói ra thì cũng chẳng giải quyết được gì. Mà như vậy chỉ tổ mất đoàn kết thôi. Mình bỏ qua chuyện này được không biết? Tụi mày biết ai đem báo tới lớp á, là tụi cho ăn bạc tay. Thôi thôi, đủ rồi. Miên không có giận ai hết á, quên chuyện này đi. Mấy bạn đi về đi. Miên năn nỉ mọi người á. Anh à, chuyện đó còn có đó, anh cũng đừng có suy nghĩ nhiều quá. Chỉ là tạm nghỉ việc thôi mà. Biết đâu sau này anh đền tiền xong, công ty sẽ cho anh đi làm lại.
Ba xin lỗi con. Ba nói cái gì vậy ba? Lỗi tất cả là do con hết á. Bây giờ cũng không đi du học nữa. Mình gom hết tiền, mình trả nợ cho cơ quan. Vậy là mình hết tội đúng không ba? Ba cũng mong là mọi chuyện như vậy, nhưng chắc không đơn giản đâu con. Em nghĩ chắc cũng chỉ vậy thôi. Anh đừng có suy nghĩ nhiều, đổ bệnh nữa thì khổ. Anh phải tìm việc làm mới. Cơ quan cho ba nghỉ việc rồi. Mẹ, mẹ nhớ làm cẩn thận nha, không ai cho con là ăn thịt sống đó. Con đúng thiệt, được voi đòi tiên à, có người hầu tới miệng rồi còn đòi hỏi nữa. Nè anh, cái ngày chủ nhật á mà nội phục vụ hai cha con anh là em cảm thấy mệt mỏi lắm rồi đó. Sợ không có người để hầu á, lúc đó còn mệt hơn nữa. May quá. Mà may chuyện gì con? Dạ, may á là nhà mình không mất đoàn kết. Khi không nói vậy là sao? Tự nhiên con lại nghĩ đến chuyện nhà Miên. Thấy nhà mình không như vậy, con mừng quá. Tội nghiệp con nhỏ ha. À, mẹ nè, lát nữa mẹ cho con tiền nha. Sao tự nhiên lại xin tới 20 triệu vậy con? Con mua laptop. Sao lại mua nữa hả? Má thấy con thay máy giống như người ta thay áo vậy đó. Mẹ, cho con đi mà. Con đừng thấy nhà mình có điều kiện á rồi ăn xài phung phí. Ở đời á không biết trước chuyện gì xảy ra đâu con. Nếu cần cho việc học á thì thay, chứ còn chạy theo mốt á thì không được đâu. Đúng đó. Con cần thiệt mà. Ba mẹ tin con đi. Lần này con đổi, con hứa con sẽ dùng cho tới khi nào hỏng thì thôi. Mẹ cho con cái đi gì mà. Nữa đây? Mẹ xinh đẹp. Tội nghiệp thằng con của tôi. Độ thứ khôn nhà dạy chợ à. Khôn với má mày thì khôn làm gì. Mẹ cho con đi mà nha. Mẹ gật đầu đi. Gật đầu nè. Gật đầu nè. Thôi thì đổi đi. Mẹ number one. Sao con suy nghĩ kỹ chưa? Không đổi nữa hả? Có, con đổi chứ. Con đổi mà. Má, con đi đây tí rồi về phụ bán thai với ba nha. Bữa nay má nhà đi. Con đi đâu đó? Lẹ lên nó về còn học. Lát nữa tao với ba mày đi bán cũng được. Dạ. Mà mày đem gì vậy? Dạ con đem tí đồ ăn cho Miên. Dạo này nhà Miên... Cái thân mình chưa lo mà mày đặt đèo bồng. Mấy ngày trước á, nó nghiên cứu nghiên cọ gì hăng hái lắm. Bây giờ thì im luôn rồi. Suốt ngày chỉ biết Miên Miên à. Thôi, bà cứ kệ nó đi. Nhà con Miên nó đang có chuyện. Giúp được cái gì thì giúp. Bà kêu ca làm gì? Ủa, anh đi đâu hả? Công an gọi. Bộ họ làm việc luôn cả ngày nghỉ hả anh? Họ kêu lúc nào lên lúc đó. Ừ, vậy thôi anh đi nhanh đi. Hay để em gói cho anh cái gì đem theo ăn nha. Thôi khỏi. Hay là anh cho em đi với. Em đứng ngoài cổng em chờ nghe. Thôi mà. Không có thôi thiết gì hết trơn á. Anh có nhớ lần trước anh làm việc với công an xong á thì anh suýt lao đầu vô xe hơi không? Cho em đi theo chứ đi. Thôi mà, anh nói không sao đâu mà. Em cứ cãi anh hoài à. Thì cứ cho em đi theo đi, có mất mát gì đâu. Tức quá. Ủa? Miên. Quỳnh Anh. Quỳnh Anh bị làm sao vậy? Tặng Miên nè. Cái gì đây? Laptop. Mình biết Miên đang rất cần. Sao tự nhiên lại tặng laptop cho Miên? Miên giúp mình học. Bây giờ mình giúp Miên thôi. Miên không có nhận một món quà đắt tiền như vậy đâu. Kỳ lắm. Có gì đâu mà kỳ. Tấm lòng của mình mà.
tấm lòng của Quỳnh Anh thì Miên nhận, nhưng còn cái laptop này thì không. Thôi, đây chỉ là laptop cũ của mình thôi mà, sao mà Miên phải ngại. Miên cảm ơn, nhưng mà Miên không nhận đâu. Thôi, Quỳnh Anh đi về đi, Miên vô nhà nha. Sao mày vô duyên vậy hả? Muốn gì? Tôi đang buồn đời mà nghe chuyện của ông á, tôi thấy yêu đời trở lại luôn á. Nè, hỏi thiệt nha. Hả? Tôi vô duyên lắm hả? Không, không phải là vô duyên bình thường, mà là siêu vô duyên. Đúng là cách chuột lỗi con nhà trọc phú mà. Tôi đã nói hết rồi. Tôi đã hết ý của mình rồi, mong là chị hiểu và thông cảm cho tôi. Gì ạ? Để chồng tôi có đến thăm chị ngoài giờ hành chính thì chị cũng nên tự trọng mà kêu ổng ra về. Ai có muốn làm gì thì làm, nhưng phải để cho con gái tôi được sống yên ổn. Thôi, tôi về đi. Má nói vậy là sao ta? Chẳng lẽ má cho ba quay lại với cô? Nè, làm gì đó? Kệ tôi, dây ra coi. Ủa, cô này là... Em đến gặp cô Hưng làm gì? Em nói đi. Ai biết rồi mà còn hỏi. Bắt đầu từ đêm nay, ai đi qua phòng khác ngủ đi. Chị Châu à, chị lên lầu, tôi nhờ chị một chút. Mẹ, cô với lại mẹ đang làm gì vậy? À, tại vì ba con làm việc khuya quá, với lại mẹ cũng hay mất ngủ, cho nên... Có phải mẹ để cho ba đi với cô Hân không? Mẹ đã nói rồi, không được nhắc tới tên cô ta trong căn nhà này. Thôi đi con, chuyện người lớn, quan tâm làm gì? Ba với mẹ con định sống với nhau suốt đời như vậy hả? Nghe lời cô, chuyện gì rồi cũng sẽ qua. Bây giờ nhiệm vụ của con là phải cố học, học cho thiệt tốt vô. Sống như vậy chỉ có điên, chứ học hành gì nổi nữa. Alo, chú đang ở đâu? Rồi rồi, chú qua lẹ đi, tôi nóng ruột quá. Chuyện sao rồi anh? Má ơi, có chuyện gì vậy? Con đi học đi. Đi học nhưng... đi. Đi đi con, để trễ. Nhưng mà... đi đi con. Chú Vân. Chắc chắn là ở nhà có chuyện rồi. Phải xin phép giùm Miên nghỉ học nha. Miên. Vậy là sao? Không lẽ chồng tôi gánh hết tội sao chú? Tất nhiên là bây giờ phải mướn luật sư giỏi để mà cãi. Nhưng lấy đâu ra bằng chứng là anh Hải chia tiền cho họ? Không có một bằng chứng nào hết. Giấy tờ thì cho thấy anh Hải đây đã rút tiền từ ngân hàng 4 tỷ. Trời ơi. Nhưng mà các sếp phải ký thì tôi mới rút tiền được chứ. Thì họ ký. Nhưng quan trọng là bây giờ họ chối, không có lấy số tiền 4 tỷ đó.
Khoan, sao bữa nay con Miên bỏ kiểm tra một tiết, bộ tính nghỉ học luôn hả? Thái, Phương, tập trung làm bài đi, sắp hết giờ rồi đó. Chắc tụi mình phải tìm cách gì đó giúp Miên. Dạo này thấy Miên suy sụp đấy. Thiếu nhiều người suy sụp chứ đâu có riêng gì bà Miên đâu. Phan. Dạ. Miên sao rồi? Dạ Miên suy sụp lắm thầy. Em sợ Miên không theo nổi. Hôm nay sao mình nghỉ học vậy? Ông nhìn cái gì vậy? Ừ, nhìn gì kể tôi? Thôi, bà mạnh mẽ lên. Đừng có để tôi ngồi hô khẩu hiệu hoài vậy chứ. Tôi không làm được gì để giúp cho ba má hết đó. Dạ em nghe thầy. Em đang ở đâu? Dạ em đang ở nhà. Thầy muốn nói chuyện với em. Dạ dạ em sẽ đợi thầy tới á. Ừ. Thầy Sơn tới á. Ờ vậy thôi bà tiếp thầy nha, tôi trốn ở sau bếp á. Ừ. Em mời thầy. Cảm ơn em. Thầy biết ở trong hoàn cảnh của em, thường thì người ta dễ mất tinh thần rồi bê trễ chuyện học hành. Nhưng mà làm như vậy chỉ hại thân thôi. Chính trong hoàn cảnh này mà em vượt qua được thì mới giỏi. Dạ. Có chuyện sốc mà mình vẫn học cho thật sốc thì bạn bè mới sốc với mình. Ráng lên ngang. Dạ. Thầy đúng là siêu thiệt á. Một câu có ba từ sốc mà nghe vẫn hay. Rồi chuyện gì cũng qua hết mà. Thầy tin ở em. Thầy để bài giảng ở đây, em chịu khó đọc nghe. Dạ em cảm ơn thầy. Ừ. Dạ em xin lỗi thầy, em có điện thoại. Thầy đợi em chút xíu. Alo. Ủa sao nín thinh vậy ta? Không lẽ thầy về rồi hả? Phượng, bà làm gì vậy? Dạ, em chào thầy. Ủa Phượng, em cũng ở đây nữa hả? Dạ. May quá, thầy đang định qua nhà gặp em đó. Thầy muốn gặp em hả? Còn hỏi nữa hả? Ai nghỉ học trốn tiết? Thầy đừng có rầy tụi em ở đây. Lỡ mẹ Miên mà về bất tử á. Hay là mình đi đâu đó ra ngoài nha thầy. Dạ cảm ơn. Thầy nhiệt tình quá không? Thầy nhiệt tình với bà chứ có nhiệt tình với tôi đâu. Khổ với mồ mà cũng không quan tâm gì đâu. Ăn kem đi hai cô đương. Dạ dạ cảm ơn thầy. Bữa nay số em cũng ngon thiệt á. Nghe lấy Miên với thầy mà cũng được ăn kem. Mà thầy ơi, thầy đừng có mời phụ huynh của em lên phòng của thầy uống trà nha. Em sợ lắm á. Ủa thầy muốn nói chuyện với phụ huynh để tìm hiểu tâm lý học trò của thầy không được sao? Thầy hiểu tụi em quá được còn gì, không Phượng? Đúng rồi đó. Thầy á, không những vậy mà cũng bị mình khoái lại kem này nữa chứ. Khoái kem thì phải khoái học được. Năm nay đã là năm trung cấp rồi, quyết tâm học hành thì phải giống như là đá tảng chứ không phải là đá trong tủ lạnh đâu. Dạ.
Càng khó khăn thì mình càng phải quyết tâm. Chứ gặp khó khăn mà buông xuôi thì không phải là Miên là phường của 12A1 nữa. Dạ. Dạ. Trời ơi, mới đây mà hết kem rồi. Các em có muốn ăn thêm nữa không? Dạ muốn thầy. Dạ thôi thầy. Nhưng mà lần này thì để cho tụi em bao thầy nha. Tiền đâu mà bao? Lấy tiền của thầy nè. Trời ơi, thầy không biết á, em là đại gia tiền lẻ thầy. Mình đi Miên, thầy cho em nha. Thiệt tình, thầy cô bé này. Cảm ơn anh. Dạ. Phượng, nó đưa tiền đây, dạ em gửi. Dạ cảm ơn. Nhìn gì vậy? Đúng rồi đó, mới nói chuyện với thầy có một chút rồi mà thấy nhẹ nhõm hẳn luôn á. Ờ, đúng rồi đó, thầy Sơn mừng năm. À, má, sao má ngồi đây vậy? Bà còn đi đâu giờ này chưa thấy về. À, à. Ba kìa má. Ba ơi. Ba. Anh, sao rồi hả anh? Anh ơi, có đúng là nhà mình sẽ bị tịch thu không anh?